Với phụ kiện hướng dẫn các bạn thay pin Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G. Các bạn đừng có lầm giữa con Redmi Note 9 Pro 5G và Redmi Note 9 Pro 4G nha. Cái con Redmi Note 9 Pro 5G á, nó xài mãi pin là BM4W, còn cái con Redmi Note 9 Pro mà 4G á, là nó xài mãi BN53. Cho nên khi các bạn mua lưu ý là phải nói người bán biết là mình xài mã mẫu 4G hay 5G. Khi mà tháo cái máy này thì nó cũng dễ tháo thôi, nhưng mà khi các bạn tháo á, các bạn lưu ý nha. Các bạn tháo, lúc mà tháo nắp lưng ra các bạn tháo nhẹ nhàng thôi. Cái con bia máy này khi khách mang tới á, là trước đây khách đã sửa ở một chỗ nào rồi, nhưng mà làm hư đứt sợi dây cái dây đèn led của khách luôn rồi. Cũng may là mình có cái video này để cho khách coi, chứ nhiều khi cũng khó nói chuyện với nhau. Các bạn thấy không, khi mà mở ra mình mở nhẹ nhẹ thôi, tránh trường hợp là đứt những cái sợi dây như là dây đèn led hay dây phím âm lượng, hoặc là dây của cái cảm biến vươn tay. Có nhiều người á, là khóa vô mấy trung tâm lớn lắm, tưởng uy tín, thật ra là vô đó giống như là đem máy cho người ta thí nghiệm á. Nhiều khi mang cái máy về á, để lâu 5-7 ngày luôn, cuối cùng sửa không được, mà không biết có sửa không sửa nữa, nhưng mà mang cái máy về không biết còn nguyên vẹn không nữa. Tốt nhất là các bạn đi mua pin hay có chỗ nào họ thay cho các bạn tại chỗ tận mắt thấy luôn hay nhất. Còn đi đừng có tin mấy trung tâm gì hết trơn á. Giống như cái máy này nè, đứt cái dây đèn led của người ta luôn. Cái máy Redmi nó 9 Pro 5G này á, cái bản bộ nhớ trong 128GB á, mình thấy ở ngoài bây giờ máy mới mình cập nhật á, là hồi tháng 6 năm 2023 mình thấy nhiều nơi bán là khoảng 5,5 triệu. Thì cái máy này dù mà sang tay người tiêu dùng với nhau á, mình giá khoảng 2,5 triệu, 2,8 triệu là có thể xài được. Cái máy này mình mua bộ nhớ trong khoảng 128 được rồi, bởi vì cái này có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Cái con này ngoại hình cũng khá đẹp, nó cũng tương đương hao hao với mấy con là Redmi K30 Pro chứ. Cảm ơn các bạn đã xem video.